Hello bà con, đã đến với kênh của cô Ba Nét Việt nhé. Chúc mà bà con luôn luôn mạnh khỏe ha. Thì hôm nay Ly sẽ trổ tài vào bếp là một món ăn mà người miền Tây rất là yêu thích, đó là mắm kho nha bà con. Mỗi người sẽ có một cái cách chế biến khác nhau ha. Thì bà con theo chân Linh coi Linh chế biến như thế nào nha. Đây, bọc mắm cá lóc mà mình gửi lên nè, để trong tủ lạnh mấy ngày nay rồi. Mắm thì để lâu không có sao nha bà con, để trong tủ lạnh thì vẫn giữ được lâu nha. Mắm để lâu thì ngon thôi. Bây giờ mình lấy ra mình chế biến ha. Mới mở cái bọc này ra thôi mà mùi nó thơm dậy luôn nè. Rồi để chế biến cái món mà mắm cá lóc kho đó thì Linh có mua thêm một miếng thịt nha. Mọi người có thể là mua thịt ba rọi cho nó ngon nha. Tại vì sáng nay Linh đi thì Linh không thấy, Linh mua thịt vai nha bà con. Nói chung là thịt vai cũng ngon. Bây giờ mình xắt ra ha. Để mình bỏ vô chung với mắm nha. Xắt miếng vừa ăn ha bà con. Vai thì ăn nó sẽ dai hơn. Cái này xắt mới đúng sớt của nó nè. Nói chung là ý tưởng bắt chợt bà con, nên đi mua thì không có đầy đủ được món. Mới mua ba rọi thì không có ba rọi. Thấy thịt vai thì mua luôn. Nên thấy cái này cũng vừa có nẹt vừa có mỡ nè bà con, ăn nó sẽ không có ngán. Nhưng mà bà gọi thì có thể là có những cái miếng nó sẽ mỡ, nó sẽ nhiều hơn, còn này thịt nó sẽ nhiều hơn. Món này là Linh mới học nha bà con. Linh vô tình là xem được một người chia sẻ cách kho mắm cá lóc với lại ta rọi. Sau khi mà sắt ra dĩa xong rồi, bây giờ mình làm tiếp cái công đoạn là mình khử nha, cho thịt nó săn lại cũng như là cho tan bớt mỡ như bà con. Mình khử với tỏi tỏi với lại củ hành tím. Giờ mình ngâm nha. Bây giờ mình sắc xả nha. Món này thì không nhất thiết phải có xả nha bà con, nhưng mà tại vì Linh muốn để xả vô cho nó có cái vị thơm thơm mùi xả. Xả này thì mình chỉ cần sắc thôi, mình không cần phải mầm nhuyễn ra ha. Món này thì không phải thiếu gừng nha bà con, có gừng nó mới ngon. Mình sẽ sắc và rắc gừng ha. Mình chuẩn bị mình khử cá lóc nha bà con. Nói chung vừa đủ thôi, để nhiều quá thì gừng nó sẽ làm cho món ăn nó nồng hơn. Rồi bây giờ mình cùng vào bếp chế biến với bà con. Rồi bây giờ mình bắt chảo lên, mình thắng thịt nha bà con. Chảo nóng rồi nè. Mình thắng cho thịt nó ra mỡ nha, cho nó săn lại để ăn nó không bị ngán. Cái này ăn nó cũng giòn giòn cũng ngon. Thắng cho tới khi nào nó vàng nha bà con. Sau 15 tới 20 phút thì thịt nó cũng đã vàng rồi nha bà con, cũng săn lại rồi thì mỡ cũng ra được bao nhiêu đây rồi. Giờ mình vớt ra là vừa nha bà con. Đây là hành vả sau khi chiên thịt nha, thịt săn vàng nhưng mà không có bị cứng nha bà con. Mình sẽ tận dụng mỡ thắng từ thịt lúc nãy đó, thì mình khử mắm cá luôn nha bà con. Trước tiên là mình sẽ để tỏi với lại hành tím vào nè. Mình đã sơ rồi, cho gừng với lại sả vào luôn nha bà con. Bây giờ mình dặn cho lửa vừa nha, rồi đảo cho tới khi nào nó vàng thơm là được. Linh thấy có mùi thơm với lại nó chuyển sang màu vàng rồi đó bà con. Bây giờ mình cho mắm cá vào mình khử nha. Do là đầu cá nên Linh phải chặt ra làm hai cho dễ khử nha bà con, với lại dễ thấm nữa.
Mẹ Linh là nghĩ Linh thích đầu cá nên gửi đầu cá lên đó bà con. Còn bà con nào muốn ăn thì mình mua cứa cá nha, để nó không có bị sương nhiều ha. Mắm cá thì mình hạn chế mình đảo nha bà con, đảo ít thôi để không nó sẽ bị bở ra. Bây giờ mình nêm nếm gia vị thêm nha, thì nên sẽ bỏ thêm đường vào trong này ha. Tùy theo khẩu vị của mỗi người là thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít thì mình sẽ để cái lượng đường khác nhau nha. Cho thêm một chút muối và một chút bột ngọt cho nó đậm đà nha bà con. Đây là phần nước mắm còn lại mình đổ vô trong này hết luôn nha bà con. Sau khi đã đầy đủ gia vị rồi, Linh sẽ cho cái phần thịt chiên này vào cho nó thấm nha. Sau đó mình đảo thêm một lần nữa để cho nó thấm đều nha bà con. Sau khi nước rút bớt lại thì mình chế nước dừa vào đây nha. Do sáng là Linh đi chợ, Linh quên mua nước dừa nên bây giờ Linh sẽ dùng nước xịt tim để chế vào nha bà con. Bây giờ mình sẽ để hành lá với lại hành tím vào cho nó thơm với lại cho nó đẹp nha bà con. Linh học được cái mẹo để bảo quản hành lá được lâu thì mình sẽ sắc sẵn và mình để vào trong cái hộp như vậy nè. Rồi sau đó mình sẽ để vào trong ngăn đá tủ lạnh ha. Mình dùng tới đâu thì mình lấy tới đó nha. Cuối cùng là cho một miếng tiêu xay vào cho nó thơm nha bà con. Bây giờ Linh xin phép mời bà con dùng bữa nha. Thì hiện tại là rau thì Linh chỉ mua được dưa leo, rau muống, bông súng. Tính mua kèo nèo mà không có kèo nèo. Giá, cái này nếu mà có chuối chát thì sẽ ngon hơn đó bà con. Thì bây giờ mình có gì mình dùng đó nha. Mình chấm mấy này mình ăn nha. Giờ Linh ăn thử coi mùi vị nó như thế nào nha bà con. Đây miếng thịt đây. Thịt do mình thắng nó săn lại lắm. Nó cũng dai dai. Nó thấm rồi. Ăn rất là ngon. Ăn miếng cá thôi. Ngon quá. Vừa có vị ngọt, vừa có vị mặn nữa. Nhưng mà cái vị stein thì hết rồi không? Không thấy được cái mùi vị stein nữa. Nhưng mà nó rất là đậm vị. Ăn với cơm rất là hao nha bà con. Mình chấm bông súng nè. Ăn miếng thịt luôn. Thấm vô từng miếng cá rất là ngon. Chúng con muốn thử. Mấy nay rầm rộ chuyện của cô Sáu. Tiểu thương giặt cũng có hứa là cho nhà cho xe, nhưng mà tại lòng tham của con người quá lớn nên cảm thấy chưa đủ. Đòi đồng sở hữu làm sao được bà con. Trong nhà tiểu thương giặt còn có nhiều anh chị em dòng họ bà con nữa. Để chia cho mỗi người một mớ nữa, chi đâu phải chia cho mình cô Sáu được. Mùa hè năm nay là phường không nở, màu ve cũng không kêu luôn nữa. Ve giờ ve mắc bận đi kiện tụng rồi. Nói chung là của người ta, mình dành làm gì, đúng không? Bà con nghĩ đúng không?
làm sao mình nhìn được, giờ tham quá không được không? Phải biết người biết ta, rồi phải phải biết điểm dừng của mình thì sẽ là của mình, chứ đừng không phải của mình dành cho được bằng của mình như vậy không. Nói chung là ta nói là sống có đức mặc sức mang đúng không con? Mình nên cảm thấy vô lý quá. Tại sao khi dành cái của người ta đâu phải của mình mà mình dành, đúng không bà con? Trước đó là đã phá biết bao nhiêu tiền rồi, nhà cũng bán rồi, bây giờ dành nữa là nếu cái nhà nó còn giữ được không bà con? Linh là Linh không có bên ai hết, Linh cũng không có quen ai hết, mà thấy cái gì phải thì mình nói thôi. Thật ngon, mình nghe mình cảm thấy vô lý bức xúc thì mình nói lên thôi. Bây giờ anh em cũng vì tài sản mà tương tàn, lúc nhỏ thì rất là thương yêu nhau, lớn lên là mỗi người có gia đình hết rồi, ba mẹ chia không đồng đều thì con cái cũng không ưng lòng. Còn này ăn vặt tiểu thư có một mình tiểu thư thôi, mà cháu cũng dành nữa. Anh em trong nhà dành nhau đâu thì đã không nói rồi, còn này cháu dành với lại con thôi, nó sơ sơ gì thôi nha bà con. Bà con nào mà có thú muốn thử qua cái món này á thì có thể làm theo Linh nha, làm thử lên khẩu vị của bà con như thế nào ha. Cái Linh thì Linh ăn thấy rất là ngon, tại vì những món mắm là Linh cũng rất là thích, sinh ra từ miền Tây nên rất là quen với những cái loại mắm. Con món mà ăn hoài không ngán bà. Linh xin kết thúc video tại đây nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh của Linh nha. Nếu được nhớ bấm đăng ký, like, share và bình luận cho Linh để Linh có cơ hội và đồng được làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.